Mới đây, hạt kiểm lâm huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng với xã Minh Tân kiểm tra, thu giữ 26 cá thể chim te vàng ở khu Quyết Thắng, xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê, đánh bắt trái phép. Ngay sau khi bị bắt giữ, thì lực lượng chức năng đã tịch thu tang vật và hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính đối với đối tượng Nguyễn Văn Dũng. Lực lượng chức năng cũng đã thả 22 cá thể chim te vàng còn sống về môi trường tự nhiên. Đối với 4 cá thể chim te vàng đã chết, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, lực lượng hạt kiểm lâm huyện Cẩm Khê đã tổ chức 7 cuộc tháo lưới 7 chim hoang dã trên địa bàn. Qua đó thu giữ, tiêu hủy nhiều dụng cụ vây bắt như hàng ngàn mét lưới tàng hình, 7 dàn, bình ắc quy, loa phát giả tiếng chim kêu, xử phạt hành chính 1 vụ 2,5 triệu đồng. Thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã có cái kế hoạch, xây dựng cái kế hoạch đi tuần tra kiểm tra và cũng có những cái kiểm tra kiểm soát rồi thì cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn là không được bẫy bắt các loài chim hoang dã. Bên cạnh đó, huyện cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng các xã thị trấn chủ động tăng cường, phối hợp tuần tra kiểm soát phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi săn bắn, bẫy bắt vận chuyển động vật nói chung và các loài chim di cư trên địa bàn.